Ok chưa? Thấy đau chưa? Thấy đau rồi. Nó phải xung khói vị trí nha. Chúng ta có thể có xe buýt điện mới và có xe buýt điện và xe buýt điện không có ói và có xe buýt có chỉ là có ống khói và có và xe buýt điện là không có không ống khói. Chỉ là bị buýt điện gấp đôi đấy. Nên cao học tiếp thì học luôn được mèo ấy. Nên
đấy chỉ có hai mấy tuổi thôi. Đại học 4 năm thì 22 tuổi ra trường. Học thêm cao học 2 năm nữa 24 tuổi ra trường à. Chắc là chất cao. Làm thêm vài năm nữa rồi lên tiếp. Ôi, nó ở nơi ấy mình thấy ở trong thì về hoa sợ nhất là tiếp xúc với mình thường xuyên sợ ở trong thì về hoa tiếp xúc với nhau. Yeah. Để bố xe chưa rồi đây qua thật xa đây. Đấy rồi. Xa bà má mất. Cái này dưới. Cái bấm đến má. Quen chưa bấm giờ chưa bấm bố ơi. Ở chỗ đây. Em chưa bấm cơ. Đây rồi. Đi đâu rồi nhỉ? Đi chụp party nè.
mời ông ấy tự nhiên chạy dưới lòng đường nhỉ, trên vỉa hè rộng cũng chắc. Sao chạy kia mà, sao chạy ra được? Yeah. À, không chạy đi muốn phải chạy đi nước nước nước. Hiểu. À thế là chạy vượt đường ấy chứ. Người mà đi mà đường đường. Đường ơi, kia đường ơi, thế chứ mày phải xem. Con nghe lắm mẹ. Có. Kìa, thầy giáo à. Thôi, xuống đi. Xuống bố. Đi tay to quá. Đi, đi vô. Ok. Đây, đây mẹ chạy vô mẹ mang ghế. Rồi, rồi. Ok. Mang ra. Đây, vô. Gracias.